chào cả nhà mình. Hôm nay bắt đưa đoàn của chú Lê Quang Nhiêu từ nước Mỹ lên vùng cao để trực tiếp gặp gỡ và thăm bà con. Chú có tài trợ và tặng quà cho bà con là 100 phần quà trị giá là 30 triệu đồng. Hiện tại thì nơi đây gọi là thôn Tầm Ngân, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn của tỉnh Ninh Thuận. Đoàn của chú Lê Quang Nhiêu thì đang thăm bà con ở bên kia cả nhà mình. Giờ bắt mời cô chú anh chị mình qua bên kia để chúng ta chuẩn bị phát quà cho bà con cả nhà. Phiếu thì bắp đã cho người phát bà con đầy đủ hết rồi. Quà thì cũng đã xếp gọn gàng xuống dưới hết rồi cả nhà mình. Chuẩn bị phát quà cho bà con thôi. Anh bóp, kêu vô đi, anh bóp. Anh kêu mấy bà vô đi. Bà con đang xếp hàng gọn gàng rồi cả nhà mình. Xin giới thiệu với cả nhà mình, đây là chú Lê Quang Nhiêu, đến từ nước Mỹ về Việt Nam để thăm bà con. Chú ơi, cho con hỏi là chú về đây thì chú thấy dùng đất nơi đây và cái cuộc sống của bà con thì như thế nào chú, theo chú cảm nhận á? Theo chú cảm nhận thì bà con cũng, mình cũng nên giúp đỡ, tại vì cái hoàn cảnh người ta rất là khổ. Dạ. Chú mong mọi người nếu mà có cơ hội giúp được thì giúp. Dạ. Dạ. Chú ứa lợi luôn đó nha, thấy bà con ở đây khổ quá chú ha. Ừ. Dạ, thương quá. Dạ, con cũng rất là trân quý tấm lòng vàng của chú Lê Quang Nhiêu trực tiếp về đây để gặp gỡ và thăm bà con, trao tặng quà cho bà con nữa. Con cảm ơn chú rất là nhiều nha. Dạ. Con chúc chú thật là nhiều sức khỏe cho chú nha. Dạ. À, bây giờ chúng ta chuẩn bị phát quà cho bà con thôi chú ha. À. Chú buồn chú khóc luôn cả nhà. Thường quá. Bắp chào bà con mình nha. Dạ. Lời đầu tiên cho bắp gửi đến bà con mình một lời chúc sức khỏe và một lời chào thân thương nhất nha. Dạ. Xin giới thiệu với bà con mình, đây là đoàn của chú Nhiêu đến từ nước Mỹ về Việt Nam mình lên cái vùng cao để thăm bà con chúng ta. Hôm nay chú Nhiêu lên trên này để trực tiếp gặp gỡ và thăm bà con mình, phát quà cho bà con mình nữa. Hôm nay bà con mình vui không? Vui. Dạ, bà con mình cho chú một tràng pháo tay thiệt lớn được không ạ? Dạ. Bà con mình thấy tấm lòng của chú Lê Quang Nhiêu cao cả dạt dào không? Tuyệt vời không? Lớn lên nào, nghe nhỏ quá, yếu quá. Dạ. Chú có tài trợ cho bà con mình á là một phần quà gồm có một bao gạo 10kg, một thùng mì tôm, dầu ăn, nước mắm. Bà con mình vui vẻ nhận quà. Đi về rồi chúng ta có cái thời gian làm công việc tiếp theo ha. Dạ, con cảm ơn bà con mình. Con cũng hy vọng rằng bà con mình nhận cái món quà yêu thương của chú Lê Quang Nhiêu cho chú vui nha. Dạ. Bây giờ chúng ta bắt đầu phát quà thôi chú ha. À, con quên đấy chứ. Bây giờ chú Lê Quang Nhiêu có cái đôi lời, cái điều gì mà gửi đến bà con mình không? À, dạ. Có mấy người theo chú ở Sài Gòn, có thuê mặt đoàn. Dạ. À, con thuê mặt đoàn ở trên Sài Gòn và chú Nhiêu cùng bạn Bắp đây thì là gửi đến bà con một phần quà nhỏ. Thì đã hy vọng bà con là cố gắng giữ gìn sức khỏe, làm ăn phát đạt hơn nha. Rồi, cho một tràng pháo tay cho người đẹp ấy bà con ơi, quá tuyệt vời luôn. Dạ. Rồi bà con mình có ai phát biểu ý kiến gì không? Có gửi đôi lời gì đến chú Lê Quang Nhiêu đã tặng quà cho bà con mình không? Ai đại diện, ai đại diện cho bà con mình ha? Mạnh dạn lên nào. Bà nè, lớn tuổi không biết nói à? Nè, nói đi. À, cảm ơn chú Nhiêu. Dạ, con cảm ơn chú Nhiêu, cảm ơn đoàn của anh Bắp, cảm ơn anh chị của cháu đã giúp tụi con, cảm ơn ạ. Cảm ơn chị, cảm ơn chị. Rồi, để lên đây đi em. Đây đây đây, để chị này trước nha bà. Đây, chị lên đi. Rồi, con cảm ơn bà nha. Đây, đây bà đi trước nha cô. Dạ. Dạ, cảm ơn bà. Chúc bà nhiều sức khỏe nha, biết tính kinh không? Ủa, dạ, không biết rồi.
Dạ, con cảm ơn. Chúng ta thiếu. Dạ, đây bà lên đây ạ. Bà đi qua. Rồi. Cảm ơn cô. Đây bà ơi. Đợi một chút xíu để chị này nhé. Dạ, một chút là mạnh khỏe nha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn. Chúc sức khỏe nhé. Dạ, cảm ơn cô. Cháu nha. Dạ. Chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ. Đây, cô đây. Đây, cô lên nhé. Dạ. Con chúc cô mạnh khỏe qua đi lấy đồ ăn nước mắm nha. Rồi ạ, cảm ơn cô. Dễ thương quá. Nhà mình dễ thương quá, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Rồi, cảm ơn riết luôn trời. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, cô đây. Chúc cô sức khỏe. Cảm ơn em, cảm ơn em. Cảm ơn. Đây, cô đợi xíu nha, cô đợi xíu, cô đợi xíu. Rồi, cảm ơn. Dễ thương. Cảm ơn. Dạ. Đợi chị đi cho cô lên trước, xong đấy là em nha. Ok, rồi cảm ơn em. Ừ. Đây, đây, đây. Đợi tí cơ. Dạ, đây. Rồi. Đây ạ. Ui, qua đây, qua đây. Bế nhỏ thương dưới vậy? Ngủ luôn rồi. Chị, đây, đây. Em đi theo, con đi theo lượt nhá. Để con xíu. Sao để bé ở nhà cho ông chồng giữ vậy? Đây ạ. Cảm ơn cô. Dạ. Ô, cảm ơn. Rồi, đây, đây, đây. Đây, đợi cô tí nhá. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, con ra. Cảm ơn con. Cảm ơn cô. Dạ. Đợi tí con. Đợi tí. Đây, cho cô xin. Cảm ơn con. Đây, con đứng ra đây nhá. Đợi tí xíu. Rồi, ok. Cảm ơn chị. Dạ. Em cảm ơn. Dạ. Đây, đứng lên đây. Đợi xíu, đợi xíu. Kẹt phà rồi. Đợi chút xíu. Rồi, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị. À, cô cảm ơn con. Dạ, có bánh chưa? Cô mạnh khỏe nha. Tí nữa chờ cô cho bánh nha. À, cảm ơn chị. Rồi, chúc chị mạnh khỏe. Rồi, em cảm ơn. Đây chị. Rồi, cảm ơn chị. Đây. Cảm ơn. Chúc cô mạnh khỏe. Chờ chút xíu, chờ chút xíu. Vui vẻ, vui vẻ cô nha. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Đây, đây, đợi em tí nha. Rồi, cảm ơn chị. Đây, 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 đây. Cảm ơn chị. Qua kia lấy gạo nha. Chú. Đây, chú đứng đây. Đây chị, chị. Không mấy khỏi lấy đi về cũng được. Chú ra đây. Cảm ơn em. Cảm ơn chú. Vậy hả? Mừng lắm hả? Rồi. Rồi, tay bế, tay bồng. Chú lên trước đi chú. Chú lên đi chú. Dạ, chú lên giùm con nha. Đây, cho đằng sau này đi. Đằng sau này được không? Chú bị tai biến hả chú? Ồ, nặng, nặng, nặng. Thường gì vậy? À, có một thùng mì rồi. Rồi, đến chú đã nha. Bà ơi, ra đây đứng chị. Dạ, chú. Rồi, chị xin nè. Bị thắng nữa. Ôi. Rồi đeo cái ống này luôn cả nhà mình. Con gái đợi cô, đợi cô, đợi cô. Rồi, đứng đây chú nhá. Chú nói chú bị thẳng. Thẳng quá. Dạ, chú qua đây con. Chờ chút xíu nha. Chú qua đây. Biết tính tinh không? Thiên phụ chú. À, giỏi quá. Em cảm ơn chị. Dạ. Đây, em cảm ơn. Rồi, đây, đây, đây. Theo từ tự nha. Đây chị, cảm ơn chị. Chị lên đây. Đây, rồi. Mang bao bự thế. Rồi, em cảm ơn. Mang bao bự quá. Rồi, chúc chị. Cảm ơn chị. Đây. Chúc chị sức khỏe. Con trai đứng đây. Rồi, chị lộn chúng luôn. Đợi tí, đợi tí, đợi tí, đợi tí. Dạ. Bắt tay, bắt tay. À, giới thiệu. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn. Đây, đây, đây. 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 Rồi, đây ạ. Đây ạ. Rồi, con đứng sau chú này. Đợi tí, đợi tí. Rồi, mọi người đợi chiếu nha. Đây. Dạ. Yeah. Lên lên lên. Mình nổi không? Rồi chị cảm ơn. Ừ? Cô em. Cảm ơn. Dạ yeah, cảm ơn ạ. Bỏ anh gùi luôn hả? Cảm ơn. Ôi, đây bà đợi xíu. Dạ bà. Bế cháu. Đây 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 đây. Đợi, đợi, đợi tí, đợi tí ra đằng sau chị. Rồi cảm ơn chị nha. Vậy sức khỏe. Chú sức khỏe. Tắt hết rồi. Ừ. À. À đi. À. À mọi người chiến thắng cưng quá. Cảm ơn. Dạ cảm ơn. Cảm ơn bà. Dạ, vâng ạ. Bà đi cẩn thận nha. Bà ra đây bà. Con cùng bê phụ. Em cảm ơn. Dạ. Đây, bà ơi, từ từ, bình tĩnh. Bình tĩnh, kẹt kẹt. Đây, đây, đây. Đợi chiếu. Ủa? Rồi, mời bà. Chị gái này. Em cảm ơn. Chị gái qua đây, qua đây. Anh. Em xin, cảm ơn anh. Đây, anh chị. Chị đứng đây nhá. Anh ơi, cảm ơn anh. Cảm ơn. Đây, đây, sao anh? Sao anh đây?
đó cho đỡ kẹt. Rồi, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Dạ, rồi cảm ơn anh. Em cảm ơn. Đây chị đứng ở đây nhá. Cảm ơn. Rồi chị gái đây. Cảm ơn rồi, cảm ơn, đi về nha. Nắng quá rồi. Chúc sức khỏe nha. Em cảm ơn chị. Rồi cảm ơn chị nha. Rồi cảm ơn chị. Chị ơi em xin nè. Em cảm ơn chị. Dạ cảm ơn chị. Rồi cảm ơn anh. Rồi chúc chị mạnh khỏe. Rồi cảm ơn con. Cảm ơn chị. Rồi chúc em vui vẻ. Em xin cảm ơn ạ. Dạ cảm ơn con. Rồi em cảm ơn. Dạ em cảm ơn chị. Dạ rồi em cảm ơn. Cảm ơn em. À hai cái luôn. Ok thế thì đứng đây đứng riêng ra không bị nhầm. Đứng ra đây. Không mà lộn. Đợi chị tí. Cảm ơn chị. Ừ, gái hay trai đây? Cảm ơn. Gái hả? Ok, hợp thấp em này lên trước. Và đây hai phần là để chị ấy phát. Đúng rồi. Để chị đợi chị xíu qua đây con, qua đây con gái, đi qua đây. Cho mọi người lấy hết, cho mọi người lấy được mình. Ba mẹ con đâu? Đi, đi lên đây. Hả? Trời, ôi ôi sao mẹ con em mới qua con không? Con chị có phiếu không? Rồi, đứng đây, đứng đây. Một phiếu, ok. Đây sao treo chị sẽ trước, lại lên trước. Tôi chết rồi, hết mì à. Ủa sao bị thiếu vậy? Không, em đứng đây mà. Có mấy mấy đứa nhỏ nó đi vô hàng mà không biết rồi phát cho mấy đứa. Không, không có phát cho nhỏ, phát cho người lớn cơ mà. Bạn này là hai phần cô. Hai phần đấy cho con. Ba, một phiếu à. Hai người cơ, hai phiếu, bạn này hai phiếu lấy hộ cho một người nữa. À, đúng, rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, thế thì đấy, làm sao mà thiếu được. Ok, ok, ok. Rồi, cảm ơn nha. Hai phần, hai phần. Hai phần, hai phần cơ. Đó, còn. Không còn thì thôi, hai chai nước mắm cũng được. Hai chai dầu à. Ờ. Ở đây. Bà con xếp hàng gọn gàng, phát quà cũng rất là nhanh chóng cả nhà mình. Với lại cũng có một số anh em hỗ trợ phát rất là nhanh. Xong xuôi hết rồi cả nhà mình. Không biết là chú Lê Quang Diêu đi đâu rồi ta? Ê, anh ơi, đi đây. À, chú bên kia. Ôi, chú ngầu quá, hút xì gà luôn cả nhà. Dạ, siêu siêu xe. Siêu xe. Rồi vô chồng chú đi, nắng quá. Mấy con hả? Lên núi rồi nè. Wow. Lần đầu tiên đi một cung đường như vậy. Bắt đưa chú lên. Nhưng mà rất là đẹp nha. Đi lên thăm. Đối với những người mà chưa bao giờ đi thì thấy rất là nên thơ. Sống rất thơ mộng nha. Trong một khu rừng. Bà ở trong một ở đây rất là cảnh rất là thương luôn đó nha. À, còn cảnh của bà thì bác có lên thăm bà một lần rồi. Hôm nay chú có dịp về Việt Nam á, họ xuống núi chú luôn. Muốn trải nghiệm và thăm ở đây cuộc ở sống trên này luôn đồng bào ở trên này như thế nào. Vâng. Giờ bác và cô chú chị mình rất là vất vả cùng đoàn của chú Nhiêu vào bên trong để thăm bà cụ nha. Ôi. Đây gọi là thầy trò đường tăng đi thỉnh kinh đây. Ở trong này mà có một cái sự sống là cũng vùng đất ở đây chú Nhiêu thấy nắng chú Nhiêu. Em cầm cho cái ba lô không? Đối với chú thì cũng bình thường nhưng mà đối với người khác thì không biết. Ồ, nắng đây hả? Đi qua một con suối. Phỏng vấn trai Sài Gòn hả? Trai Sài Gòn hả? Hỏi em nè coi dùng đây sao. Dạ. Qua suối luôn. Dạ đúng rồi anh, lội qua suối. Ôi ôi, mang giày rồi sao ta? Tháo giày qua thôi, ướt hết. Tháo giày đi, tháo giày.
đứa này không hiểu tiếng Kinh. Con chào bác. Dạ. Bác tên gì vậy bác? Hả? Bác tên gì vậy? Bí Năng Trường. Bí Năng Trường hả? Hiểu tiếng Kinh đó chú. Rồi thế này là sao? Hai người này là sao? Chồng vợ chứ. Đây là bà. Bà vợ. Đúng. À. Còn à, đây là bà chị. Dạ. Cái hoàn cảnh mình thăm là bà chị. À. Dạ. Có ở chung không? Đó là bà cụ nó để em một tí. Ở chung. Chút xíu nữa anh ạ. Nó là ở bên này. À. Ở bên này là... Ủa mấy bác kia lâu thế? Dạ. Nhà bác ở đâu? Thẩm vấn người ở ngoài dưới gốc cây thôi rồi. À dưới làng đúng không? À. Dạ. Bác đi lên trên này để chăn bò. À. Chiều bác về. Dạ. Thôi con cảm ơn bác nha. Con vô trong này thăm bà cụ trong này chút xíu nha bác. Ê, nha. Bà đứng ra đây, dạ. Bà chụp hình với con một tấm. Bà cụ đó cũng là chị con này nè. Vui ai mày. Nhà bà cụ ở bên trong đó chú à. Ngồi xuống à. Năm là. Con chào bà. Bà nhớ con không? Dạ. Hôm bữa là con lên con thăm bà đó. Dạ. Bà không biết tiếng Kinh đâu chị. Ồ, để chị dịch, phiên dịch cho bà đi. Đây, đây là của chú Nhiêu ở bên Mỹ. Có đến biếu bà. Tặng cho bà. Đây chai dầu. Bà là dầu này dùng để sức. Đúng rồi. Là bà bảo gì nhỉ? Bà mình chưa sang prey quê ngay cổ. Mỹ lệ dịch đi. Lấy cái này xoa lên. Bà lấy cái này xoa lên nha. Ngửi cái này. Bên đây có hoa, bên đây rất là nhưng mà con nói tiếng gì con hiểu hết. Con ở tiếng châu ru con cũng hiểu luôn. Oh. Giỏi thế. Thì giải thích cho bà giàu xanh để... Rồi giải thích rồi. Nha. Yeah. Bà bảo bà đau khắp người thì bà lấy cái này để xoa. Chị hỏi bà là ăn cơm chưa? Mẫu cua chứ. Hỏi bà ăn cơm với lại cái gì vậy? Hôm bữa là em có cho cá hộp này kia rồi hỏi bà có ăn thấy ngon không? Mẫu cua sẽ kệ rồi đi. Mẫu cua sẽ dạ kệ rồi đi. Dạ, dạ kệ. Còn không? Ngon lắm hả? Thường quá. Bây giờ chị hỏi bà lại nha. Là hỏi bà thật sự là không có người thân, không có gia đình, không có chồng con, đúng không? Mẹ rõ vì chú nào. Thứ bà trả lời sao? Dạ dạ tới nhà mọ là mọ bùm hùa ốc bùm hùa nạ trò ạ. Nó đi cầu. Không có. Bà ở trên đây một mình thôi. Bà này với bà này là sao? Dạ dạ cầu. Em dâu phải không? Ở chứ em dâu. Hỏi cái ông hồi nãy là... Là em... Nó ra ra không nhìn chứ. Ai cái là cây cô lơ là mất tên của chỗ ra. Bà cụ kia cũng không biết cái bà. Ừ. Nó uống nhiều người. Uống nhiều người. Mọ đập kia ở dạ ăn ngay. Mọ đập kia. Cảm ơn. Bà nói cảm ơn. Đập ăn ngay vậy. Nên chỗ. Nói cho anh lê cùng. Bà nói cảm ơn thôi. Đập ăn ngay sao có. Mọ đập kia đập ăn ngay sao.
Không biết cái gì. Lấy chiếc ông đập ân ngài sao đỡ ngài như đỡ nào mình bà nhà hỏi bà là năm nay bà được bao nhiêu tuổi rồi? Mọ ai câu gì mọ tiếp tuổi mọ thảo à? Không biết tuổi luôn, hỏi bà cụ kia, bà cụ không biết, bà cụ kia biết. Mọ thảo tuổi à? Nhìn cô ra ra đây gần mình quên mình luôn. Chỉ biết tên thôi, bên đây là tên cuống, bên đây tên luống. Cuống luống, luống cuống. Cuống. Luống cuống. Lên cuống. Anh là bà đi nhà cô. Luôn. Luôn. Mình luôn. Ở đây bà cuống. Mình luôn. Luống, luống cuống. Anh là bà đập bụng, đập bà ăn. Cảm ơn. Chỉ bà nói tiếng Việt đấy. Cảm ơn. Mọ đập anh ăn dọa. Cảm ơn. Cảm ơn. Mọ đập lẻ. Mọ đập lẻ. Mọ đập lẻ. Cảm ơn. Nên chỗ. Cảm ơn. Cảm ơn. Nói đi. Cảm ơn. Mọ đập lẻ. Mọ đập lẻ. Mọ đập lẻ. Mọ đập lẻ. Hơn. Cảm ơn. Hơn. Nhưng mà bà phải hiểu cái chữ cảm ơn chứ được. Mà đất này đấy bố, cũng nói là cảm ơn đó. Đất này là ân ngay ấy. Ân ngay ấy. Đập ân ngay luôn. Đập ân ngay á. Chị hỏi bà là bà có mấy bộ đồ? Hôm bữa là em lên thăm cũng thấy bà mặc cái bộ này. Bây giờ hôm nay bà có nhiều áo không? Mặc cái bộ đồ. Dạ tại nhà mọ mua đồ châu ạ. Dạ tại nhà mọ mua đồ châu ạ. Mọ mua đồ không có đồ luôn, có một bộ duy nhất hả? Mà không hết bộ đồ, hết lại đồ. Hỏi bà biết mua đồ không hả? Lần sau, lần sau là em mua. Chỗ nhỏ. Mua xe bé là được mà, mua xe nhỏ là được. Chỗ mua, bây giờ cho 500, rồi nữa em lần sau em có ấy em mua đem xuống. Dạ, ha, cứ, mua hai bộ bây giờ thầy. Chú cứ cất tiền giữ đi rồi nếu mà lần sau con lên con thăm bà con sẽ trích tiền cái quỹ của chú á. Để chú chú đang mua đồ cho bà đó. Bà chỉ nắm có bà mặc một bộ đồ này. Ở đây còn nước thì không? Thì phải thay đổi chứ phải. Ở đây còn nước sinh nóng, hoạt. Nóng chứ. Nước sinh hoạt ở đây là ở đâu? Còn nước. Hồi nãy mấy chú cháu cũng tính mua đồ cho bà nhưng mà giấc này giấc chưa cả nhà mình. Tập quá thì bán đồ trẻ em dạ, thôi không có đồ dạ. Người già cho nên mua không có được cả nhà mình. Lần sau nếu mà có dịp bắp lên bắp thăm bà mua cho bà mấy bộ đồ nữa mà. Ôi trời ơi. Ở đây là dùng nước mương, hồi nãy là mình đi vô á là dùng cái nước mương đó luôn á. Đúng rồi chị. Nước luôn đó. Ở trên này dùng nước đó để uống nấu ăn này kia luôn á. Chứ không có nước đâu. Mấy cái này trong bụng cái gì. Bên đây là cái chuồng gà chứ. Bà có nuôi gà không? Chuồng gà của bà làm nuôi gà. Nuôi gà bên kia có gà chứ bà. Có gà không? Có luôn, mấy con? Còn mấy con gà? Tiếp rè. Ở đây chút. Tiếp rè mình nộ. Còn mấy con? Gà ấp à, chút bà. Mấy nộ. Có tiếp rè. Có gà ấp á. Không biết mấy con luôn, à chắc không biết đếm. Đúng không? Không biết đếm. Đúng không? Ê, biết thế vậy là mình mua một ít nước lên ha, nước sạch lên ha. Cái gà này có chỗ để không? Hay là bị... để đâu có bị hư không ta? Bỏ trong nhà của bà. Ở trong nhà thôi. Ở đây là cái cuộc sống của họ cực kỳ là khó khăn luôn ấy. Chị hỏi bà giùm em là ngôi nhà của bà đang ở là vào cái mùa mưa có bị dột bên trong nhiều không? Bà mở đồ ở xe dạy có sĩ họ. Dạy nhé, dạy nhé. Bà nó có bà mở đồ ở xe dạy có sĩ họ. Dạy nhé. Đỡ dọc dọ. Ở không có được. Ở không được hả? Ở không được, cái mưa ở không được. Rồi vậy giúp xây cái nhà. Ở quê chỗ, ở quê mà cháy bên. Con mà con mà chạy mà con mà thương mà chạy ta mà cũng mới lỗ mà chạy mà chọc cả mình cái mỏ mạ ốc à con hiểu không dạ cái mỏ mạ ốc à cũng mà ốc dạ rồi nếu mà trên mức đó thì mà không lỗ làm việc vui luôn làm việc mà mới không mà đuổi mà cắt bốn tám ông hồ anh này à ông hồ anh này được trước thì bà có chồng nhưng mà chồng bỏ bà đi bà từ đó bà không lấy hỏi chồng giờ nữa. Bà chịu đi Mỹ không là từ lúc đó là bà không đàn ông đúng không mà chồng á chồng Mỹ được không hai bà ở với nhau à
không, bà này đi, đi đi lên chơi thôi. À. Bà đâu có chồng trẻ hơn. Hỏi hỏi ông này nhiêu tuổi là đón ra được hả? Đây là chồng của bà. Bà này chắc phải sáng mấy nè. Bác năm nay bác được nhiêu tuổi bác? Xây nhà mới. Bác năm nay được bao nhiêu tuổi bác? Xây nhà mới. Ừ. Không hiểu luôn, không biết luôn. Bây giờ người ta muốn xây nhà mới, không phải thủ anh. Bác thua, không đâu. Rắc đỏ bề bỏ bỏ rau ta mọ mọ ưng à? Rau. Dọa đỏ bề bỏ rau ta mọ có như ngã bỏ rau mọ ưng à? Rau đỏ. Mọ sợ hả? Nè. Bỏ bỏ rau bú sợ hả? Ừ. Ông đỏ bỏ nè. Ừ, đỏ bỏ nè. Má lạc nó bỏ bỏ đi, bỏ lê bỏ đi. Ý là dọa như ông bỏ bỏ rau mọ mọ sợ hả? Sợ hả? Sợ gì? Bà bảo là... muốn cũng có muốn cái chòi mới. À, muốn có cái chòi mới. Tức là phải là chú muốn tặng bà cái nhà, bà chịu không mà muốn. Dục có vấn đề. Chị hỏi bà biết tiền không? Có biết xài tiền không? Ủa, mà thao mà thao bẹ à, phải thao thao dính à? Biết tiền không? Không biết tiền. Mà thao dính này tôi hỏi hỏi tiền này là hai cái nào lớn, cái này như nào cái? Thích cái nào hơn? Thích cái nào? Ra ta bỏ dính này, mà dính này, mà sao dính này? Cho bà thích cái nào? Mà sao dính này à? Dính dính này prăng hơn, dính này prăng hơn. Chọn đi. Thích cả hai. Chọn đi, dính này prăng hơn. Cho bà cái tài này, bà này tài này. Được không? Không biết. Không biết, hai bà không biết luôn. Không biết luôn, không ai biết tiền luôn. Không biết rồi. Không biết rồi. Dính này hết đâu này? Dính. Ông cụ biết không ta? Ông biết không? Không biết, ông cũng cỡ hai bà. Dính này hết đâu, mà thảo, hết đâu rồi, hết đâu. Bà nói tiền này là 100. Ồ, không biết rồi. Không biết ông rồi. Ông chồng thì cũng cỡ vậy thôi. Nhìn thấy ông đâu hơn gì đâu. Ôi, mẹ chắc cười, mẹ đấy. Cái đấy nha, cái này lệch rồi đó. Bà lại mới qua, bữa nay qua lại. Ừ. Biết nhớ bắp luôn, giỏi quá. Mẹ thấy nó nghe. Ừ. Ủa chúng ta thì chúc cho ạ đây, chúc cho anh hạ người ta cũng vui. Bà nói đi hôm qua, bà không nhận ra ai. Mất bà mờ. Mất bà sẽ trả cho ông này cô. Ông này. Hình như ngay còn cũ của bà bị bú hay sao á. Hỏi bà có đâu không? Cái bú đó đó, có đâu không? Cái nhất không? Mọi mọi sợ ý bà nào mà? Bố lệ cô vô lệ, ở trong mà chạy bệnh mà bẻ. Bố lắm à, cưng quá. Bố 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 ra cho ui. Đỡ trong mồm cho mẹ đi ăn quá. Ê, nhưng mà không có tiền thì làm sao bà sống được ta? Cũng không biết nữa. Bây giờ chị hỏi là bà không có tiền mua gạo, khi mà hết gạo thì bà ăn cái gì? Mà ôm hồ dinh bre bra hả có sang mà ôm hồ bra bọc mà bọc cái gì? Bóng bra bạc bóng bra dinh dinh là bre miu anh ba ngàn mà bra không bà nói ai đưa 7 ngàn bà mua gạo à, còn không ai cho thì bạn cái gì giờ rắc ôm bre mọ mạ đồ kệ bọc bra lại mọ bọc rắc bre đấy bra à rắc bre à bằng theo ra bán thêm gà chín mà bay ngang hỏi này có nuôi gà có, nhưng hỏi có mấy con không biết bà nói cái gì bây giờ có bán không chỉ có 7 ngàn thôi đi mua gạo mà không biết của ai cho mua gạo đúng không mua gạo chứ phải mua gà mua gạo mua gạo bây giờ có gì bán không bán hàng gà giờ còn gà không còn gà không hỏi có gà không đỏ nộ nộ đợi á đỏ mà bà bè xây dựng à? Bán. Dạ, ít nà, nhiều thì bà bán. Hai gà đổi bao gạo đi. Không, còn ba bán trứng rồi. Ừ. Con thịt nó chết
lấy hết trứng rồi bà lấy bao gạo này chịu không? Hỏi anh. Bấm nổ sang như bre bao bre nè mà ông à? Mà như như đạp mạ bấm nổ nó có bre cái nhu sang như bre mỏ bao bre nè. Bố mà nổ. Hả? Được không? Mà ông à? Mẹ ông nổ cái nó bốc vào đâu cả. Một cái đại đại có rộng. Chắc là bà không có mấy quả. Không, không phải, nhiều quá. Trứng nó đang ấp rồi, bán không có được. À. Bao nhiêu cũng không bán hết trơn. Dễ thương. Ra bà xăm giam sơn kìa. Tội quá. Cắt đi bà, cắt đi. Thấy thương chưa chú? Ừ. Cái gì vậy? Cái này đâu phải là cái nhà, cái gì đó. Con gì đúng không? Chỉ con gì đúng không? Không, gì ở trên đó. Chua bạc gió. Đồ đàn không? Đồ đàn không? Đồ đàn không? Đồ đàn không? Cái gì bà? Cái gì? Đó, còn hổ. Mà đã làm anh. Ờ. Để cho nó kêu thôi, bà nói để cho kêu cho nó vui. Ờ, kêu cho nó vui chứ không nó im quá. Còn bên đây là cái bếp này chứ. Chắc là nấu ăn, nấu uống. Chắc là không có tuần này để không ngủ đấy anh ạ. Đúng rồi. Bếp, bếp củi mà sao? Đốt củi mà ta lấy cây ra ngồi trái hết trời quá trời nóng dạ hay cười dễ thương nha. Cái này là phải biết hả? Chắc là giống như kiểu cái hộp gì ấy nhỉ, cái hộp gì ở trên em cảm giác như cái hộp gì á. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, nó để lấy gió bao nhiêu ở Hawaii nha. Bà Đoàn ở Sài Gòn cùng bạn Bắc đây đến tặng quà cho bà nha. Chúc bà nhiều sức khỏe nha bà. Dạ về quà tạm ạ. Mà đáp ơn ngài, cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Ồ, dễ thương quá. Đây tặng bà. Một bao gạo 25kg tặng cho bà. Đây là nhu yếu phẩm cho bà. Sữa đây là sữa của bà nha. Bà biết uống sữa không? Lấy cho bà một hộp uống luôn. Ừ, làm cho bà uống. À, có một cái nón nha bà. Có một cái nón nữa nè. Nó đỡ nắng nè. Đấy, đợi luôn cho có đẹp không nào. Ồ, đẹp nha. Đẹp gái quá. Đây chị ơi. Đây cho bà kia nữa. Chị đập là ấy lọ gì nha. Đây bà nhìn con này. Ồ, giỏi quá. Ngon không? Ông nữa. Cho ông anh ơi. Đó. Cho thử. Dạ đây con đang lấy rồi ạ. Ôi, không biết, không biết cầm. Cái uống quà là kìa. Đây mới lần đầu, mới thử à. Đã bao giờ bà uống cái này chưa? Mọ yêu cái này em chưa? Mọ yêu. Nhu chưa? Uống rồi. Ờ, uống rồi, ai cho bà? Hãy lại bè mọ yêu. Đây là đồ này mừng cả có mọ yêu chứ? Tài à, lần đầu tiên bà uống sữa này. Sữa này uống rất là tốt cho sức khỏe. Chị nói đi. Dạ đập sữa này yêu nó có. Là như hút ran nó có. Sữa yêu. Bà uống đi đừng có để dành nha. Nó hư nha. Một khỏe uống vậy. Uống thì vẫn uống thôi. Nhưng mà cũng không khỏe nổi. À, không khỏe nổi. Uống đi rồi khỏe. Uống đi rồi sẽ khỏe nha. Chịu khó uống hơn sẽ khỏe. Nói đi. Dạ đập mọ chịu khó. Dụ này là như khỏe em ấy. Uống đi rồi sẽ khỏe nhờ. Uống đi đừng có để dành nha. À biết là mọ mà yêu nhờ. Nhưng mà biết luôn yêu biết. Dạ quá. Ngon không? Phải bà có ngon không? Nghỉ à? Ngon. Tao uống đi, tao uống hết đi.
Bây giờ người ta hỏi hỏi sinh năm mấy là sinh năm trong nó 30 là 64 tuổi. Thì bây giờ người ta hỏi thì mấy trên 60 64 tuổi. Thì 64 tuổi cho năm 1960. Ừ, khoảng ra sáng rồi mấy á. Ta chịu như là khoảng mấy à? Dạ, mấy mấy á. Khoảng mấy hơn gần 80. Ờ. Thế người em dễ này là 64 tuổi nè. Như nào qua, sao chín à? Cây sao chín à? Cây cây sao chín? Cây dừng á? Dạ, 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 không biết tiền luôn, không ai biết tiền hết. Đâu có xài đâu biết. Có đồ khổ thì tin cái đó đâu biết. Hay quá. Ý là họ không có thì họ không biết. Ba người này thân nhau hỏi ra thân với nhà mà. Còn ai không ngoài ra ba người. Em rể. Thế em biết rồi. Không, tức là kiểu có cập lịch kiểu là mới quan hệ với nhau có thân thiết không? Còn người nào nữa không? Và đợm như thế này bỏ, đợm lại cho bỏ. Là tôi còn hả? Bà chị là sinh năm chú đây cho bà mấy mấy tuổi cái rồi, cái mùa nạ trò cái là có mùa nạ trò có mùa luôn nhở mùa không có luôn có ba người thôi có chồng không mà chứ có chồng không 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 chồng luôn tất nhiên là nhưng mà tính theo tính theo của nhà nước tiết như là ba này đây là ba mồ côi mồ côi mồ côi mồ côi chồng hả mồ côi chồng rồi chú có mồ côi con không có con không hai vợ chồng có con không vậy là mồ côi con luôn phải không cười dễ có hiểu không ta hiểu rồi bà này có mấy chị em có hai người thôi hỏi đây ra đáng ra là có hai người thôi vậy là sao ba người này nữa là hết chân rồi à cái đầu ấy cái đầu bà cứ nghe vậy thôi ba này là năm hai mua cái nón hợp lý quá nhở đẹp luôn á sử dụng mà mua hai cái hai bà đỡ đấy lớn ạ nhắm khoảng bà này lớn hơn chú bao nhiêu tuổi 5 tuổi 10 tuổi bà kia hả vợ chú bà nó hai tuổi vậy là cái này lớn không khoảng 4 tuổi đó luôn mà em của bà chị mình nữa là ở thêm một người chính giữa là chết rồi tức là bà này lớn hơn bà kia khoảng giỏi lắm là 4-5 tuổi hả là bà chú bà này... chú bà này gần 80 bà này gần 70. Thế lúc ấy bảo gần 80. Ông là 7 mấy rồi. 7 mấy rồi. Ông 7 mấy. Ông là 60. Nhỏ hơn tức là 62 tuổi phải không? Bà kế bên là 64. Bà này giỏi lắm. Đâu có biết được là 2 năm hay bao nhiêu đâu. 66 hoặc là nếu mà cách nhau 4 năm đó thì giỏi lắm là 68 tuổi hả? Hả? 6 mấy tuổi hả? Không có gần 80. Bà nghĩ là bà khoảng 65, 66 tuổi hả? Không già đâu. Ờ. Đúng rồi chị. Vất vả quá. Vâng, đúng rồi. Với cả nắng nôi như thế này làm sao mà không bị già. Đúng rồi chị. Chắc là mình bê đồ vào cho bà đấy ha chị ha. Đi. Bà ơi, bà chị bảo bà làm bà để đâu mình bê vô chị. Bà chỉ chỗ đi để bà con để vô này. Đi chị. Chắc là để ở... Em
nghĩ là cái gạo là phải để trên cao chị ạ. À? Nó bị hư. Đây này chị này, đây này. Này này. Ồ gạo hôm nay đợt này là cũng được nhiều chứ bộ. Vâng. Đợt này với bà bảo là hôm qua bạn bắt mới đến xong lại đến tiếp. Mà sao là gạo còn nhiều thế này? Còn nhiều đồ quá trời. Trời ơi, tặng cho bà nha bà. Ừ, để dành quá ăn. Trời đồ cho bà luôn. Hoàn cảnh của bà thì rất là đáng thương. Đúng rồi. Ôi, nếu mà xây được cho bà trúng số 2 lần luôn. Quay vô may mắn. Bà mà được cái trò mới nữa thì tốt nhỉ. Thật sự rất là tốt luôn á. Chị thấy cái nhà của bà thương chưa? Quá rồi luôn á. Bà ngủ cũng tội. Đúng rồi. Cơm thì đồng không mông quậy. Cơm chắc là bị thiêu hết rồi quá. Hỏi bà cho mướn tối nay ngủ được không? Trải 100 ngàn tối nay ngủ đây. Đây là gọi là trải nghiệm thực tế. Cơm thiêu. Thiêu luôn á. Trời ơi. Cơm hư rồi bà đổ đi, bà nấu cái mới đi. Hôm nay là bà nấu cái gì để ăn với bà? Cái nồi kia nồi gì với bà? Bà không hiểu tiếng Kinh. Nón đẹp quá đội luôn rồi, vô nhà vẫn đội. Hôm qua con có tặng cá hộp cho bà nữa bà. Ừ, hôm nay lại mua thêm cá hộp nữa này. Biết cá hộp bà để đâu nữa? Bà nói bà lấy ăn mà. Kìa kìa, cái trao kìa nữa kìa. Hôm nay hôm qua em cũng mua rồi kìa đúng không? À kìa kìa, chị nhìn thấy cá hộp đúng không? Trao. À đúng rồi, trao. Hôm qua mua cá hộp nữa, hai lóc thôi. Hôm nay lại mua thêm nữa đấy. Có khi là bà cho em của bà nữa. Rồi cất đi bà ơi. Ở trong này thì kiểu như là nó không bị nóng. Tức là cái trò này nó rất là mát. Nhưng mà nếu mà để đến mùa mưa thì nó sẽ rột. Không thể nào mà ở nổi, đúng rồi. Ừ, tại vì trò nó làm bằng lá thì nó vẫn là mát hơn. Bà hiểu con nói không bà gật đầu? Đó. Nhưng mà ở đây cái thứ nhất là cái nước sinh hoạt là cực kỳ là vất vả luôn ấy. Nấu bếp trong này nè. Ừ đúng rồi. Đây cái bếp đây. Bên đây là cái bếp đúng ấy chị. Cái bếp đấy. Ôi chắc là con xin phép bà con về nha. Bye bye bà nha. Bắt tay bà nào. Dạ con chào bà. Bà giữ sức khỏe nha. Dạ. Cẩn thận đừng tận động đâu. Bà nghỉ đi ạ. Chào bà. Bà ơi. Con xin phép bà con về nha. Dạ con chúc bà sức khỏe nha bà nha. Lần sau con lên con thăm bà tiếp ha. Rồi quên rồi chứ. Bà không hiểu tiếng Kinh mà bắp quên. Mọ đập ân ngài chứ. Dạ dạ đập nào vội. Mọ đập ân ngài là cảm ơn. Mọ đập cảm ơn mọ đập bè. Dạ con chào bà. Bắt tay bà con về nha. Rồi, dạ bye bye bà. Thường quá. Bà ơi, con cũng chào bà con về nha. Dạ, con chúc bà sức khỏe. Nhà bà dưới làng hả? Dạ, bye bye, bye bye. Ôi, hương quá. Cho thơm cái được không? Rồi, con cũng chào bà con về nha. Bye bye bà. Dạ. Bye bye. Kết thúc cuộc hành trình lên thăm bà cụ rồi cả nhà mình ơi. Bây giờ bắp cũng xin phép cả nhà mình bắp đưa chú Lê Quang Nhiêu về nhà để nghỉ ngơi. Ông hình như lãng tai, lúc ông nghe đúng không? Bác ơi, con chào bác con về nha. Chị có xem cái. Dạ, chúc bác sức khỏe nha. Mất tiền bác. Ôi đeo cái đồng hồ đẹp quá. Đúng không? Ui đồng hồ đã quá. Đồng hồ ở đâu vậy bác? Đồng hồ mua hả? Đồng hồ bác mua hả? À, mua quay chơi. Mua chơi hả? Dạ, chào bác giờ. Bye bye. Bắp cũng xin khép lại video tại đây. Cảm ơn cả nhà mình đã luôn theo dõi và đồng hành những tập video của Bắp trên mỗi cái chuyến đi lên thăm bà con nghèo ở trên vùng cao nha. Bắp xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người luôn.
xin chúc tất cả bà cô chú, anh chị Mạnh Thường Quân cũng như là khán giả xem kênh của Bắp thật là nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc và bình an nha. Tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà những tập video sau. Bye bye.